Trung Quốc và Nga củng cố quan hệ, Mỹ lo đảo Guam bị tấn công. Tổng thống Guatemala, tôi sẽ chỉ công nhận một Trung Quốc được gọi là Đài Loan. Ông Mike Pompeo kêu gọi thành lập Liên minh Toàn cầu vì tự do để chống lại sự xâm lược của Nga và Trung Quốc. Ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy của Trung Quốc có thể thực hiện. Kim Hoa xin kính chào quý vị Quý vị đang theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 27 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Trung Quốc và Nga củng cố quan hệ, Mỹ lo đảo Guam bị tấn công. Tờ South China Morning Post ngày 25 tháng 6 đưa tin, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ John C. Aquilino cho biết, ngũ giác đài nhận thấy phải khẩn cấp chuẩn bị đối phó khả năng đảo Guam bị tấn công tên lửa từ phía Trung Quốc. Đô đốc Aquilino phát biểu tại một cuộc thảo luận tại Tổ chức Quỹ Quốc phòng của các nền dân chủ. Khía cạnh đáng lo ngại nhất là Trung Quốc tuyên bố chính sách không giới hạn nhằm hỗ trợ Nga và ý nghĩa của điều đó đối với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và toàn cầu. Ông lo ngại nếu hai nước đó sẽ thực sự thể hiện và thực hiện được chính sách không giới hạn, Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là chúng ta hiện đang trong thời gian và vị trí cực kỳ nguy hiểm trong lịch sử nhân loại, nếu điều đó trở thành hiện thực. Nga và Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu trên. Chính phủ Trung Quốc củng cố mối quan hệ đối tác với Nga lên mức không giới hạn và không có vùng cấm vào 3 tuần trước khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đô đốc Aquilino cho rằng những tiến bộ về tàu hải quân, công nghệ tên lửa và năng lực hạt nhân của Trung Quốc là sự xây dựng quân sự lớn nhất sau Thế chiến thứ hai. Ông cho rằng điều này gia tăng nguy cơ lực lượng Trung Quốc tấn công đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ. Ông phát biểu Guam có mối đe dọa 3.600, do đó khả năng phòng vệ và có thể hoạt động từ đó của chúng ta là điều tuyệt đối trọng yếu. Tôi không có mốc thời gian để thấy rõ mối đe dọa tiến triển liên tục và điều đó khiến tôi có cảm giác cấp bách quan điểm của Bắc Kinh về khủng hoảng ở Ukraine đã trở thành một trong những vấn đề then chốt gây tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc tại các cuộc gặp cấp cao gần đây. Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và ông Sullivan đã có cuộc họp 7 giờ tại Rome, Ý vào ngày 14 tháng 3 chủ yếu tập trung vào vấn đề chiến dịch của Nga tại Ukraine. Hai quan chức này tiếp tục thảo luận về vấn đề này suốt hơn 4 giờ tại Luxembourg vào tuần trước. Tổng thống Guatemala tôi sẽ chỉ công nhận một Trung Quốc được gọi là Đài Loan. Ngày 26 tháng 6, tờ Taiwan News đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Guatemala Alejandro Yamate nói với Laram Investor rằng ông sẽ chỉ công nhận một Trung Quốc có tên gọi là Đài Loan duy nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Khi được hỏi về mối quan hệ của Guatemala với Đài Loan, ông Yamate nói, chúng tôi là đồng minh lớn nhất và trong khi tôi là Tổng thống, Tôi sẽ chỉ công nhận một Trung Quốc và nó được gọi là Đài Loan. CNA đưa tin, đây là lần đầu tiên ông Samatey công khai làm rõ lập trường của Guatemala về vấn đề Đài Loan độc lập kể từ khi tờ Hoàn cầu Thời báo, tờ cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng một bài báo bóng gió rằng đất nước của ông sẽ quay lưng lại với Đài Loan và công nhận Trung Quốc. Hôm thứ tư 22 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Guatemala Mario Bucaro cũng nói với Nikkei Asian dẫn lời nói đối với chúng tôi, mối quan hệ với Hoa Kỳ và với Đài Loan là chìa khóa của chúng tôi, và họ sẽ tiếp tục có chúng ở mọi cấp độ. Ông nói thêm rằng Guatemala ủng hộ hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Đài Loan. Ông Mike Pompeo kêu gọi thành lập liên minh toàn cầu vì tự do để chống lại sự xâm lược của Nga và Trung Quốc. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một bài phát biểu trực tuyến hôm thứ Năm 24 tháng 6 đã kêu gọi thế giới thành lập một liên minh toàn cầu vì tự do, mới để chống lại sự xâm lược của cả Nga và Trung Quốc. Ông Pompeo bắt đầu lời kêu gọi bằng cách nói rằng một cuộc chiến tranh giành tự do đang diễn ra ở Ukraine và ông ủng hộ đất nước giữ chủ quyền của mình và không bị hạn chế bởi các cuộc xâm phạm lãnh thổ hoặc ảnh hưởng của các quốc gia khác. Ông nói rằng ông tin tưởng Ukraine sẽ tiếp tục sống và sự anh dũng của người dân sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Ông nói tiếp, bằng cách hỗ trợ Ukraine, Mỹ củng cố an ninh của chính mình và ngăn chặn xung đột lớn hơn ở châu Âu. Một cuộc chiến gần như chắc chắn sẽ có sự tham gia của quân đội Mỹ, bởi vì chúng tôi có cam kết sâu sắc với Hiệp ước NATO. Cựu Ngoại trưởng nói, bằng cách giúp Ukraine, chúng tôi ngăn chặn sự tái thiết của Nga đối với đế chế Liên Xô, vốn sẽ ra lệnh cho nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch trên thế giới. Bằng cách ủng hộ cho Ukraine, chúng tôi chứng minh cho Trung Quốc thấy cái giá phải trả cho việc xâm lược Đài Loan. Sau đó, ông chuyển sang chủ đề về sự xâm lược của Trung Quốc, nói rằng sự dũng cảm của Ukraine chống lại Nga đã khiến Trung Quốc phải tạm dừng ý định xâm chiếm Đài Loan. Vì cựu ngoại trưởng nói, mọi tổng thống kể từ khi Truman đều tin rằng sự tồn tại của Đài Loan là rất quan trọng đối với quốc phòng của Mỹ. Tôi tin điều đó bằng cả trái tim mình. Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1970 yêu cầu chúng tôi duy trì khả năng phòng thủ của Đài Loan để ngăn chặn một cuộc tấn công. Ông nói thêm rằng việc chiếm Đài Loan sẽ làm giảm nghiêm trọng sự ảnh hưởng của Mỹ ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và vị thế siêu cường của Mỹ sẽ bị lâm vào tình thế nguy hiểm. Ông nói, nó sẽ loại bỏ một đối tác kinh tế và công nghệ chính của Hoa Kỳ, nhà cung cấp chính của chất bán dẫn cao cấp cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Nó cũng sẽ loại bỏ điểm mạnh chiến lược quan trọng dẫn đến một cuộc đột phá quân sự của Trung Quốc, vốn sẽ đe dọa toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, bao gồm cả Guam Hawaii, Nhật Bản và Australia. Ông Pompeo nói rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Đài Loan nên được củng cố ở mọi góc độ. Ông khẳng định Mỹ nên công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Ông nói: "Quan điểm kiên định của tôi là chính phủ của chúng tôi nên ngay lập tức công nhận về mặt ngoại giao cho Đài Loan vì đây là một quốc gia tự do và có chủ quyền. Sự công nhận của Mỹ về Đài Loan không nên phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra." Đài Loan đã là một quốc gia độc lập và chính phủ Mỹ nên phản ánh thực tế đó một cách đơn giản. Ông Pompeo cho biết, ông tin rằng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Mỹ phải tiếp tục mở rộng đối thoại an ninh tứ giác để kết hợp Hàn Quốc, Anh và Pháp cùng Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Mỹ. Bởi vậy, ông nói rằng Mỹ phải giúp xây dựng ba ngọn hải đăng tự do, Ukraine, Israel và Đài Loan. Ông nói thêm, chúng có thể là trung tâm của kiến trúc an ninh mới liên kết các liên minh của các quốc gia tự do trên toàn cầu, củng cố sức mạnh của mỗi quốc gia thành viên, đồng thời tin tưởng rằng việc liên kết ba căn cứ này với NATO cũng như khuôn khổ an ninh mới và mở rộng cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ hình thành một liên minh toàn cầu vì tự do. Trong các bài phát biểu từ khi còn làm Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông Pompeo đã luôn chỉ trích toàn cầu hóa là một trò đùa của Trung Quốc, nơi Trung Quốc sử dụng triệt đề sân chơi này để vi phạm tha hóa, tham nhũng và trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất. Thực tế, toàn cầu hóa đã biến thành chủ nghĩa toàn cầu, một hình thái khác của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Với hướng đi như vậy, dễ hiểu vì sao thể chế toàn cầu hiện tại hoàn toàn bất lực trong việc kiềm chế các thể lực như Nga, Trung Quốc, Iran. Thậm chí thể chế hiện tại còn cung cấp và dưỡng thêm nhiều cơ hội cho các thể chế như vậy một liên minh toàn cầu mà ông Pompeo nhắc đến không chỉ xuất phát từ sự cấp bách phải bảo vệ Đài Loan sau khi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và quay lưng lại với Israel khác hẳn hoàn toàn với thời cựu tổng thống Donald Trump không bảo vệ được Ukraine trước sự xâm lược của Nga và rủi ro Đài Loan bị Trung Quốc chiếm đóng đang gia tăng mạnh mẽ mà còn cho thấy sự bất lực của thể chế toàn cầu hiện tại cuối chương trình mời quý vị nghe bài bình luận có tiêu đề Ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy của Trung Quốc có thể thực hiện đăng trên tờ AFA. Thưa quý vị, phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ hôm 23 tháng 6 đã phát biểu phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông ngày 19 tháng 6 tại khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, đồng thời nêu quan điểm của Việt Nam về kế hoạch lập vùng nội thủy trên Biển Đông của nước láng giềng phía Bắc. Tờ Sankei của Nhật Bản ngày 18 tháng 6 có đưa tin về cuộc họp tại Ủy ban giới hạn thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Tại đó, đại diện chính phủ Nhật nói rằng Trung Quốc đang tiến hành thiết lập vùng nội thủy ở Biển Đông và cấm tàu thuyền nước ngoài qua lại ở khu vực này, nhưng không đưa ra thêm thông tin chi tiết. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam rằng lập trường của Việt Nam về Biển Đông đã được thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong công hàm gửi tới Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020, và Việt Nam cho rằng các nước đều chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung là duy trì và thúc đẩy hòa bình ổn định và hợp tác phát triển tại biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS. Thăm dò thái độ các nước ASEAN, nhà nghiên cứu biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng ý định Trung Quốc muốn biến biển Đông thành khu vực nội thủy của mình là hành động thăm dò thái độ của các nước nằm trong vùng biển này. Theo ông, trong thời gian tới, chắc chắn các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới sẽ lên án và từng bước sẽ có hành động để đối phó kế hoạch này của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là nội thủy của họ, cũng như trước đây họ dự tính lập vùng cấm bay cho khu vực Biển Đông, nhưng đã không thực hiện được. Tôi tin rằng họ chỉ nói để răn đe các nước ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Thế giới sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc hành động như vậy. Nó trái với luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Và tôi cũng tin rằng Trung Quốc muốn thăm dò thái độ từng nước ở Đông Nam Á đối với sự cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung hiện nay và đối với Trung Quốc. Tuy nhiên qua đó chúng ta cũng thấy rằng Trung Quốc không phải là một người bạn tốt. Cũng theo ông Đinh Kim Phúc, ý định muốn biến khu vực Biển Đông và Đông Nam Á trở thành nội thủy của Trung Quốc là tham vọng từ lâu của nước này. Nó cũng cho thấy Trung Quốc là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lại là thành viên của Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982. Nhưng mà họ hành xử và phát biểu kiểu vô pháp, không tuân theo bất cứ một cái gì và họ đã cam kết. Giới cầm quyền Trung Quốc lúc nào cũng hai mặt. Một mặt là họ trấn an các nước Đông Nam Á, mặt khác họ luôn áp ổ và thực hiện tham vọng bá quyền ở khu vực Đông Nam Á và trước nhất là trên Biển Đông. Mới đây, tại hội nghị Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã nói, những lời hay ý đẹp về mối quan hệ của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như các nước ASEAN và lời nói đó 10 ngày sau đã thành gió bay. Nó bộc lộ rõ tham vọng của Trung Quốc sẽ không bao giờ buông tha khu vực Biển Đông, không bao giờ từ bỏ tham vọng bá quyền của họ ở khu vực này. Trong bài phát biểu Tầm nhìn của Trung Quốc đối với sự trật tự khu vực, hôm 11 tháng 6 tại đối thoại Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói rằng Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang rất tốt đẹp và bản thân ông cũng là một người anh tốt và một người bạn tốt đối với người đồng cấp của Việt Nam là bộ trưởng của Việt Nam Phan Văn Giang. Khó khăn cho Trung Quốc. Trở lại về ý định lập vùng nội thủy của Trung Quốc, thạc sĩ nhà nghiên cứu quốc tế Hoàng Việt nhận định thực ra kế hoạch này được phía Nhật đưa ra nhưng tới nay cũng chưa biết chính xác cụ thể thông tin như thế nào. Tuy nhiên cái mà Trung Quốc gọi là vùng nội thủy ở khu vực Biển Đông này cũng không phải là điều mới mẻ, bởi vì từ trước đến nay, Trung Quốc đã tự vẽ nên đường lưỡi bò đi qua khoảng 90% Biển Đông. Một trong những cách giải thích của Trung Quốc là đường lưỡi bò là biên giới biển của Trung Quốc. Như vậy thì mặc nhiên vùng biển, vùng nước ở trong đó chính là vùng nội thủy của Trung Quốc. Như vậy là Trung Quốc đã muốn biến một vùng biển quốc tế theo công ước luật biển trở thành lãnh hải của riêng Trung Quốc và càng ngày họ sẽ càng đẩy mạnh thực hiện điều đó hơn. Tuy nhiên, Biển Đông là một khu vực cực kỳ quan trọng đối với thương mại, hàng hải và an ninh quốc phòng trên thế giới. Do đó, theo thạc sĩ Hoàng Việt, các quốc gia khu vực Đông Nam Á và cả thế giới sẽ không bao giờ để Trung Quốc hiện thực hóa kế hoạch này. Bởi vì Biển Đông có rất nhiều đường vận tại biển, thương mại hàng hóa quan trọng bậc nhất trên thế giới. Nếu mà Trung Quốc kiểm soát, thì rõ ràng là toàn bộ thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Điều này rõ ràng là các quốc gia khác sẽ phải lên tiếng. Đầu tiên, họ sẽ phải nói rằng tất cả các quốc gia ở khu vực Biển Đông và cả Trung Quốc đều là thành viên của công ước luật biển năm 1982 thì cứ phải đúng theo quy định đó mà làm, chứ không thể nào biến từ vùng biển quốc tế trở thành vùng biển của Trung Quốc được. Suốt những năm vừa qua, trong những cuộc chiến công hàm thì các quốc gia đã phản đối liên tiếp những lập luận này của Trung Quốc. Về mặt pháp lý là không ai chấp nhận điều này cả, còn về mặt thực tế thì các quốc gia sẽ phải xem xét như thế nào sau. Trung Quốc có thể đạt được mục đích nếu... Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 23 tháng 6, giáo sư Carter, chuyên gia Úc về Việt Nam và vấn đề Biển Đông cho biết, kế hoạch biến Biển Đông thành nội thủy của Trung Quốc không phải là điều mới. Tuy nhiên, lời phát biểu từ phía Nhật Bản coi như là một bước để khiến các nước Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia quan tâm về vấn đề này hơn. Theo vị giáo sư người Úc, đúng là Trung Quốc sẽ không dễ dàng thực hiện được ý đồ của họ bởi vì trong bối cảnh hiện nay, Tất cả các nước đều phản đối yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ đưa các tàu chiến đi qua khu vực biển Đông cho thấy nước này không công nhận đây là vùng nội thủy của Trung Quốc. Và Úc, dù không có hoạt động tự do hàng hải như Mỹ, nhưng họ cũng có một số chương trình tương tự. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu các nước không tiếp tục lên tiếng phản đối, Trung Quốc sẽ dần dần thực hiện hóa ý đồ đó. Vấn đề là bạn sẽ làm gì nếu Trung Quốc cố gắng thực hiện các bước thiết thực để thực thi kế hoạch này? Điều đó có thể xảy ra nếu Trung Quốc có những can thiệp phù hợp. Cho nên như đã thấy, Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ, Úc hay các nước Đông Nam Á đều đáp trả rằng Trung Quốc không thể làm như vậy. Nhưng nếu không có ai làm bất cứ điều gì thì Trung Quốc có thể đạt được mục đích. Bởi vì không ai phản đối có nghĩa là các nước đã chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc. Giáo sư Carter cho rằng Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch về vùng nội thủy ở Biển Đông, cũng giống như cách mà họ đang làm đối với eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Shipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.